Ok rồi, xin chào bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì mình là với mình đây, mình đã quay trở lại với Latizate rồi đây. Latizate. Thì hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với Melee ha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy Fishman Karate người cá, ở tộc người cá. Ở Fishman Karate người cá là Melee của người cá ha. Thì lấy nó sẽ như thế nào, lấy nó có dễ hay không, hãy xem video này nhé. Thì các bạn cần đến ảo Anh Long và vô cái căn nhà của ảo của Anh Long. Con biệt thự của Ai Long đó, và ở đây sẽ có một con người cá, nó sẽ đánh võ nguyên thái của Fishman Karate người cá đây. Và nếu mà mua nó các bạn sẽ tốn 200k tiền, mình đủ 200k tiền hoa và một viên ngọc nước. Mà viên ngọc nước này kiếm ở đâu ra? Ủa gì đây, viên ngọc nước này kiếm ở đâu ra? Này nè, viên ngọc nước này để mình tắt kỹ nè. Đây, viên ngọc nước này các bạn sẽ đánh con boss này và tỷ lệ của nó rớt ra là 20%, cũng như đánh CE á mọi người, đánh du biển ấy cũng là tỷ lệ của nó rớt ra khoảng 15%, thì phải du biển 15%, còn con này thì là 20%. Ok, mình sẽ bắt đầu mua và review cho bạn xem á, nó có mạnh như thế nào em. Đây, cài vô. Ui rồi, chết luôn. Đu, ba chiêu vậy kìa. Tưởng mình chưa mạnh lắm chưa. Ôi, để mình vào đảo khác mình review cái đảo này, mình nó đấm mình ấy, đấm vỡ mồm ấy. Ôi mấy con quái mạnh các bạn ạ. Đám vỡ mồm này, như trời, đám như trời luôn đi. Đánh như trời, đánh mình như trời luôn này. Ôi chết, nó không có năng melee nữa. Ồ, chẳng gì đây, mình reset level luôn. Reset tát luôn, mình để mình năng chắc quỷ ha. Ồ lộn, mình để năng melee, mình review cho các bạn xem luôn em. À, năng melee ạ. Ờ, để mình nâng lên cho. Ủa, level 1800 là đúng không? 799 nè. Đó, mát rồi em. Máu à, phải chắc chắn là có máu rồi. Phải nâng vô điểm đế đi. Tí mình tính sau em. Ây, mình chưa vào đầu khỉ review á. Tại đầu khỉ nó vừa dễ chịu. Ôi, thôi. Qua đầu khác đi, đầu khỉ kiểu nó khó chịu lắm. Kiểu nó mà hình xanh, các bạn nhìn không, rõ ha. Ây, mình chưa vào đảo bot left ha. À, của dân si chấp giỏ, dân si chấp chanh gì đó không biết nhở. Đâu phải con boss đâu. Ôi con này con boss rồi. Mình vào đập cái con thường đi. Đây con thường này rồi. Nha. Đây là dòng người cá không có hake này ha. Ui mạnh gì. Ui mình không có tưởng tượng mạnh thế. Ui dồi mạnh thế. Ui 600 mấy đam luôn mọi người. Chưa bật hake mọi người, chưa bật hake luôn á. Ui Nhờn mạnh dữ gì, mình không ngờ mấy cái mình tưởng Mele là yếu mọi người, ai ngờ nó mạnh tới vậy luôn mọi người, không ngờ luôn ấy, kiểu này cái kiểu mà không ngờ luôn mọi người. Đâu để mình bật Haki lên nó sẽ như thế nào ha. Ui tao 100 đam nữa, 760 đam luôn. Ui các bạn coi lại, các bạn mình coi ba mình làm con boss luôn nè, hỏi cần luôn ha, hỏi cần đánh cái này làm gì, tao đập quá luôn đấy. Ui nó mạnh quá chưởng, mình không ngờ tới luôn, có mạnh, nó còn mạnh hơn cái kiếm đó mọi người. Mạnh hơn dạng kiếm luôn ấy. Dạng kiếm mặc dù kiếm này khó lấy nè, kiếm có 5% đớp thôi mà kiểu nó còn dạng kiểu mà chiêu nó không được đầy đủ nè, không được nhiều nè. Kiếm này kiểu dạng đao cũng ít lắm mà. Mình không đang kiếm. Chưa biết được, chưa biết được ha. Mình kể cái kiếm bít mồm này mạnh hơn một xíu, mạnh hơn một xíu của cái karate người cá này ha. Mạnh có một nhớ rồi tụi phòng. Ai, đó mình sẵn mình review chiêu thức của trái ở nhầm của người tộc cá ơi, tên người cá luôn ha. Chiêu chết nè. Ui rồi. Mày nhồn. Ôi cái chiêu gì lạ ha. Ao là mình từ xa góc nhìn xa coi để cái chỗ đi thử một cái chiêu gì ha. Đi nhìn lạ. Ai chết nè. Thì ăn chết đó các bạn sẽ cầm hai cục nước. À, cầm hai cục nước và nhảy xuống. Coi và đập bạn xuống nước ha, nó sẽ tạo ra một cái lá trắng ấy, đâu luôn tạo chấn động ấy, kiểu như một cái chấn động này mà bay lên là dùng chấn động để nhảy xuống ấy. Đó y chang á, làm lại ha. Ui nhảy nè, nhờn còn nó mới chuyển ha, chuyển chuyện gì đây. Ui gomu no ui phải đèn gomu no ui ra chết bó được. Gomu no, ôi dồi, Gomu no, dạng tộc người cá à. Nè Gomu no nè, như là cái chiêu đó được boost từ Haki, đúng rồi. Cái Gomu no đó là chiêu được boost từ Haki đúng mọi người.
À thì gia tộc người cá cũng có chiêu búa từ Haki vậy. Ồ thôi coi. Ồ cái chiêu này không có búa từ Haki thì phải. Ủa mình vừa dùng chiêu gì đây? Nãy mình vừa dùng chiêu C đúng không? Đây, nó được búa từ Haki này, nó siêu dạng đen. Hồi nãy các bạn á nói là không búa Haki nó là 140 đam. Còn khi búa Haki này, đây nó sẽ tăng lên 186 đam ha, thì là tăng 40 đam ha, tăng bốn mấy đam, 40 đam mọi người. Đó đó là chiêu thức của ít của Karate cá tới mức chiêu C thôi. Tại gì đây, bộ quả đạn. Thay vì nhảy lên đập xuống thì nó đập thẳng luôn cho nó đỡ ấy. Nãy đạn thì chiêu C thì không có gì hết cả, EJCS thôi, nhưng mà đập nhanh hơn thôi, chỉ là đập nhanh hơn thôi, dùng combo đập nhanh hơn thôi. Đây chữ Z nè, xong rồi nhảy xuống nè, rồi chữ C nè, đó chữ X nữa nè. Đó là kiểu dạng combo thôi ha, chẳng có gì hết đâu. Nhưng mà mình đánh giá về cái kit karate người cá này á, rất là dễ lấy em, nhưng mà vừa mạnh nữa, dễ lấy mà mạnh nữa các bạn, dồn đam rất là kinh ha. Đó, các bạn nên lấy và học để học 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 cái kit karate người cá này để đi săn mấy con boss, đi săn mấy con quái farm rồi ha. Ok, đó là những gì mình biết về tộc người cá này ở động kit karate người cá. Và nếu các bạn thích video cho mình một like, một share, subscribe cũng như là cái channel của mình á. Và hẹn gặp lại các bạn qua những video sau. Bye bye, see you all.